Alo, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Lâu không gặp. Cuộc sống thì bận rộn, nhưng mình cũng cố gắng dành một chút thời gian để chia sẻ về với quê hương những cái thông điệp mà mình nhìn thấy ở cái xứ Mỹ này. Anh chị, các bạn biết cuộc sống mưu sinh ở đâu cũng phải làm con. Ở Mỹ cũng có những người ta làm rất là vất vả, cũng không đủ cái ăn cái mặc, chứ không phải chỉ có ở Việt Nam không. Nó chỉ có sự khác biệt, đó là đồng tiền đô la nó chênh lệch. Làm ở Mỹ mà biết cần kiệm, có dư, thì về Việt Nam thì nó có cái giá trị. Còn ở Việt Nam các bạn thấy cuộc sống thì nó cũng muôn hình, muôn mặt, muôn vẻ, muôn màu. Về các vấn đề chính trị, an ninh, xã hội ở Việt Nam thì ở Mỹ, đối với tôi thấy nó xảy ra tùy theo cái mỗi quốc gia và cái văn hóa, cái lối sống hành xử và cái luật pháp của từng nơi, từng địa phương. Mỹ thì các bạn biết nó là một cái hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, nó đa văn hóa, đa dân tộc, nó có cả gần cả 200 sắc dân dân tộc trên thế giới sống, tạo thành một cái hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cho nên nó đủ thứ những cái nan đề trong xã hội, chứ không phải giống như nhiều người họ lầm tưởng, như cái bọn chống cộng, những cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại như bọn Việt Tâm, hay là những cái tổ chức cá nhân như là Son Lê TV, thằng Trương Quốc Huy, thằng Benny Trương, Tân Thái, thằng Lý Sào Phạm, vân vân. Các bạn thấy tụi nó thì đi chống cộng kiếm cơm, lên mạng thì nó luôn luôn tạo ra những cái sự ảo tưởng và những cái bánh vẽ cho những cái tầng lớp lao động phổ thông trong nước, và một số những người dân họ không cập nhật được những cái thông tin đa chiều của Mỹ, cho nên họ tin theo và họ bị lừa. Các bạn thấy khi tôi về Việt Nam sống như vậy, tôi gần gũi với những người lao động, tầng lớp lao động phổ thông, và ngay cả những người mà họ làm việc cho chính phủ, hay là những người mà họ có công ăn việc làm ổn định như vậy, họ rất mơ hồ về nước Mỹ, họ rất mơ hồ về cái xã hội phương Tây, họ cho đó là một cái thiên đường. Bởi vì những cái tổ chức chống cộng hải ngoại và những cá nhân đó, các bạn biết tụi nó tô vẽ những cái sự hào nhoáng đó. Đó là lý do tại sao quý vị thấy có rất nhiều người Việt của mình ở trong nước thì chống phá xuyên tạc rất là ghê gớm. Nhưng mà khi qua được Mỹ, khi qua được trời Tây rồi, thằng nào con nào, con nấy, bà thằng nấy, nó cầm như con hến. Không những thế, dân bản xứ cốc đầu tụi nó còn thua con chó. Đó là tụi nó thật. Nên các bạn thấy ở trên không gian mạng này, tôi không có theo ai, một cái tổ chức tự phát hay một cá nhân nào cả. Tôi đấu tranh vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì quê hương, vì tổ quốc, vì những người dân ở trong nước mà họ không có hiểu biết được những cái xã hội Mỹ và châu Tây đó. Anh chị em các bạn thấy họ bị mê hoặc, và họ bị tụi chống cộng ở hải ngoại nó dụ. Điển hình như các bạn thấy những người trong cái vụ mà nổ súng vừa rồi ở vùng cao nguyên Tây Nguyên là cũng vậy, một cái sự mất mát rất là đáng tiếc, mà những cái người dân họ không hiểu biết, họ đi theo cái sự xúi dục của những thành phần chống cộng ở hải ngoại, tụi nó xuyên tạc chống phá Việt Nam không từ những cái thủ đoạn nào. Các bạn biết nó không bao giờ để đất nước Việt Nam được bình yên, biết rằng nó không làm được gì với cái cơ chế hiện nay, nhưng nó cũng gây đến những cái sự thiệt hại về sinh mạng, về kinh tế, về an ninh trong một cái xã hội Việt Nam, chứ không phải đơn giản. Trên không gian mạng này tôi thấy có nhiều người khi lên tham gia những cái diễn đàn Facebook của họ, họ rất là hiệt ý, ý y, họ thờ ơ, họ ý lại, họ cứ nói ô có chính phủ Việt Nam và những cái cơ quan an ninh truyền thông đồ, người ta biết phải làm gì, đâu có gì phải lo phải sợ.
cái vấn đề mình không phải lo, mình không phải sợ. Nhưng mà không gian mạng nó là một cái mặt trận tâm lý chiến, là một cái nơi đấu tranh miệt mài, rất là nhiều cái sự cam ro, chứ không phải giống như mà quý vị đương đầu với cái cuộc chiến hay là cái ngoài mặt trận xã hội thật ở ngoài đời. Nó không phải như vậy. Cái mặt trận không gian mạng này nó rất là thủ đoạn, cái gì người ta cũng thể làm, nhất là cái bọn chống cộng ở hai ngoài, các tổ chức chống cộng ở hai ngoài. Tụi nó luôn ấp ủ những cái mưu đồ làm sao mà xuyên tạc chống phá Việt Nam. Nó rỉ tai những cái người dân trong nước, nhất là những cái tầng lớp mà lao động phổ thông đó, và những người nơi vùng sâu vùng xa. Các bạn thấy nó rỉ tai vào và nó cho ăn, nó cho vài trăm đô là thấy họ mừng rồi. Tự nhiên nghe đi theo mấy cái đám này mà lại có tiền đô để xài để ăn. Các bạn thấy bắt đầu nó kích động những cái lòng hận thù, căm ghét cơ chế, nó sôi bối những cái nan đề của xã hội Việt Nam, để đặng mà nó gây lên những sự bức xúc trong những cái tầng lớp lao động phổ thông. Mà những cái giới chức Việt Nam tôi về tôi thấy họ rất là thờ ơ, họ rất là thờ. Nhiều khi mình nói chuyện với họ, họ giống như là cái tất cả những cơ quan, những cái mặt trận rồi những cái lực lượng được thành lập ra trên không gian mạng, họ thờ ơ, họ đấu tranh một cách nó không có bài bản. Tôi thấy họ đấu tranh nhiều khi họ đem cái tôi của họ ra quá nhiều. Các bạn thấy họ ý lại, nhiều khi mình giải thích với họ thì họ bất cần, họ cho rằng là họ làm những gì là có chính phủ, có cơ quan nhà nước đứng sau đó để đặng mà hỗ trợ, họ không phải lo gì. Còn những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước chẳng làm gì Việt Nam. Nó không như vậy đâu quý vị ạ. Nó không như vậy. Tôi nói cho quý vị biết, cái tụi chống cộng, những cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại nó rất là thủ đoạn, xảo quyệt. Nhìn về cái sự mà bạo loạn ở cao nguyên Tây Nguyên, nó chỉ mới là sự bắt đầu thôi. Những cái mầm móng nó gieo vào đầu cho những cái người mà họ kém hiểu biết ở vùng sâu vùng xa. Tôi về tôi thấy anh chị các bạn, ngay cả những người mà cuộc sống của họ cơ nhỏ mà họ mở những cái đài truyền thông, những cái kênh của thằng Trương Quốc Huy và những cái tụi mà chống cộng ở ngoài, họ nghe họ bị ru ngủ như vậy. Họ cái nỗi mà họ nằm ngủ mà họ vẫn còn nghe, để đặng mà nghe những cái tụi đó nó xuyên tạc, nó chống phá, họ mê muội đến độ như vậy. Còn trong khi đó công tác dân vận và bên cái những cái mặt trận tổ quốc hay là những cái kênh, những cái truyền thông mà chính thống của Việt Nam mình vào, tôi nói chuyện các bạn vào mà bình luận mà tham gia thì nó rất là khó. Nhiều khi mình bình luận thì phải bị duyệt xét, rồi tham gia vào trong những cái kênh đó thì nó bị giới hạn về những cái sự gọi là giới hạn về cái mặt gọi là mình bình luận á, bị giới hạn. Các bạn thấy rất là dở. Mặt trận không gian mạng này mình cần phải mở rộng ra để đặng mà những cái người dân, những cái người mà họ không hiểu, họ vào họ bức xúc để họ nói, và có những người khác người ta nhìn thấy được những cái sự sai đó, người ta sẽ phản hồi. Nó tạo ra sự thu hút của những người dân ở trong nước mà họ không hiểu, họ bất mãn chế độ đó, họ vào những cái trang mạng của chính thống đó, họ bày tỏ cái quan điểm khác biệt của họ. Mình cần phải mở rộng ra. Mà tôi vào ngay cả trang thông tin chính phủ hay những cái trang Facebook như là Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc, rồi ngay cả những cái kênh như là Tin tức Vùng cao,
kênh Nhân Quyền, Thanh Tâm, Tiến Vân. Các bạn biết những người này họ soạn thảo bài bản lắm, những bài của họ tuyên truyền soạn thảo rất là hay, rất là hữu ích, nhưng mà lại bị giới hạn các bạn, nhưng bị giới hạn bởi vì cái cách làm việc của những cái truyền thông mà trong nước đó, về mặt tuyên truyền họ không có mở rộng, cho nên rất là khó. Chính vì vậy mà những cái người dân ở trong nước đó, những cái tầng lớp mà lao động phổ thông hay là những cái vùng sâu vùng xa, họ không có cái tầm nhìn chiến lược hay hiểu biết sâu rộng đó, thì họ bị những cái kênh của những cái tụi chống cộng, tổ chức chống cộng hay ngoại, nó lôi kéo theo họ. Đó là lý do tại sao quý vị thấy những cái kênh mà của các tổ chức chống cộng hay ngoại, người Việt trong nước họ tham gia đông lắm, họ tham gia rất là, họ vô đó họ tham gia và họ ăn theo, họ nghe theo những cái sự xúi dục của những cái tụi mà chống cộng, những tổ chức chống cộng hay ngoại. Còn trong khi đó những cái kênh, những cái truyền thông ở trong nước thì lại, nó gọi là lý mật tịch, bị giới hạn, rất là buồn. Cho nên cái vấn đề mà dân vận ở tại Việt Nam á, tôi nói nó còn thờ ơ, nó còn giống như là cha chung không ai khóc, tới khi mà thiệt hại nhân mạng á, thì bắt đầu mới gọi là sốt sắng lo làm tiêu mà là để củng cố lại, mà trong khi đó cái thiệt hại của mình là gì, là nhân mạng, là kinh tế, là an ninh, các bạn thấy không? Thôi thì mình xin tạm dừng lại ở đây. Xin chào quý bà chị các bạn trong diễn đàn, hẹn gặp ngày trở về với quê hương. Trong những cái năm tháng xa tổ quốc, mình sẽ luôn luôn phấn đấu không ngừng để trở thành những con người có hữu ích cho quê hương đất nước Việt Nam, góp một phần tiếng nói nhỏ bé của mình về đất quê hương. Hy vọng và mong rằng những cái cơ quan nhà nước có trách nhiệm và cần phải có những cái sự thay đổi kịp thời.